kênh ký ức chiến tranh trân trọng giới thiệu cuốn tự truyền với tựa đề một thời để nhớ tác giả trịnh duy sơn nhà xuất bản quân đội nhân dân sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe tập 1, dù được gọi là truyện ký nhưng trong tác phẩm này tác giả chỉ sử dụng chất truyền để miêu tả một phần nhỏ đủ để tái hiện khung cảnh và không khí giúp người đọc dễ hình dung ra không gian thời gian và bối cảnh của câu chuyện phần còn lại là ký ức về những chi tiết sự kiện và con người thực có thể xem đây là một phần tự truyện về quán đời trong quân ngũ và thời hậu chiến của tác giả cũng là phần giá trị nhất điều làm nên giá trị của cuốn sách là tác giả không đi theo lối mòn thường thấy trong đa số các cuốn sách viết về chiến tranh trước đây lối kể của người chiến thắng một phần nhằm đáp ứng yêu cầu tuyên truyền hầu hết những tác phẩm viết về chiến tranh thường theo hướng một chiều ca ngợi chiến thắng rằng ta nhất định thắng địch nhất định thua ca ngợi sự dũng cảm thông minh tài giỏi của ta và sự tàn ác hèn nhát của địch trịnh duy sơn không đi theo con đường đó trong tác phẩm của mình những chiến thắng chỉ được đề cập qua loa thay vào đó ông tập trung vào những chi tiết khuất lấp những góc khuất của chiến thắng đây là cách giúp bức tranh về chiến tranh trở nên hoàn thiện hơn có thể có người cho rằng tác giả quá nhấn mạnh vào những hy sinh và mất mát nhưng họ không hiểu rằng những tổn thất đó không làm suy giảm kết quả mà trái lại chúng khiến cho chiến thắng trở nên thuyết phục hơn vĩ đại hơn là người trong cuộc một người lính đã trải qua cuộc chiến và giờ cầm bút trịnh duy sơn mang đến cho người đọc cái nhìn chân thực về chiến tranh qua những trải nghiệm của chính mình không tô hồng không bóp méo không cường điệu và cũng không giấu giếm ông viết những gì ông thấy nghĩ gì nói thế và làm được gì kể thế ngay cả những băn khoăn về những điều chưa làm được ông cũng thẳng thắn nói ra có những chi tiết mà chỉ người trong cuộc tận mắt chứng kiến và trực tiếp tham gia mới có thể viết nên dù những trang viết có vẻ trần trụi khô khan nghiệt ngã nhưng vẫn lấp lánh sự tốt đẹp ân tình trịnh duy sơn và đồng đội đã sống chiến đấu và yêu thương với niềm tin vào cái đẹp họ sống hết mình chiến đấu hết mình và yêu thương hết mình những sai lầm tổn thất không đáng có đã được ông nêu ra nhưng bao trùm lên tất cả là sự bao dung thông cảm và thấu hiểu ông hiểu mình hiểu đồng đội và cả hoàn cảnh chung của đất nước ông phơi bày chiến tranh cảm nhận chiến tranh và sau đó là những hành động thiết thực để hàn gắn những nỗi đau mà chiến tranh đã gây ra cho từng số phận trịnh duy sơn và những đồng đội còn sống khi trở về thời bình tiếp tục tri ân những đồng đội đã khuất bằng những hành động cụ thể gặp gỡ tìm kiếm người thân động viên giúp nhau vượt qua khó khăn và tìm lại hài cốt đồng đội họ làm tất cả để xã hội nhớ đến công lao của những người đã hy sinh cho sự nghiệp lớn phần hồi tưởng gắn liền với những sự kiện thực được trịnh duy sơn khéo léo đan cài vào nhau giúp tác phẩm một thời để nhớ, vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuốn sách văn học phần túy, đưa người đọc vào một thế giới chân thực, sống động của một giai đoạn lịch sử hào hùng nhưng cũng đầy đau thương và gian khó. Qua đó, người đọc được gặp gỡ những con người thực, những anh hùng vừa vô danh, vừa hiện hữu và từ đó, cảm nhận được sự chia sẻ, đồng cảm cũng như giá trị không thể phủ nhận từ tác phẩm. Với tư cách là một nhà thơ, nay cầm bút viết văn xuôi, Trịnh Duy Sơn một lần nữa thể hiện rõ năng lực đa dạng của mình. Hy vọng những trang viết của ông sẽ mãi tươi dòng nhựa sống như chính cuộc đời và cây đời mãi xanh tươi. Phần 1. Phải vượt qua những dãy núi đá tai mèo, những thung lũng lầy lội âm u, hẻo lánh. Tính ra, mỗi người vận tải mang 25 kg lương thực, đi trong vòng 15 ngày đến trạm cuối cùng và quay trở lại, cũng đã tiêu hết 10 kg gạo. Hàng nghìn thanh niên sung phong và dân công hỏa tuyến được huy động để tải đạn ra chiến trường. Các đoàn dân công của nước bạn Lào cũng tham gia vận tải suốt ngày đêm trên những con đường rừng, đôi khi khó phân biệt đâu là dân công Lào và đâu là người Việt. Chúng tôi xem đó như một sự bù đắp thêm niềm vui, và chính niềm vui ấy đã giúp chúng tôi nguôi ngoai nỗi tiếc không được trực tiếp làm lính chiến đấu. Vui nhất là khi đến một địa điểm nghỉ ngơi, thường là những đỉnh núi cao thoáng mát hoặc bãi đất bằng ven suối. Những lúc đó, cả bộ đội và dân công cùng tranh thủ tắm. Nam tắm đoạn suối trên, nữ tắm đoạn dưới, hoặc ngược lại, nhưng cũng không cách nhau xa lắm. Tiếng cười nói ríu rít như đàn chim rừng. Sau khi tắm xong, mọi người lại lên bờ nghỉ ngơi và ca hát. Các cô gái lào còn dạy chúng tôi múa điệu lam vông, hát bài hoa trăm pa. Mùa này, cánh đồng chung đang vào xuân, hoa ban, hoa đào, hoa mận và hoa trăm pa nở rộ. Những bông hoa nở như khoác lên núi rừng xiên khoảng một chiếc áo mới rực rỡ đủ màu sắc, hương hoa rừng lan tỏa khắp nơi. Hàng triệu con bướm bay nối đuôi nhau trên các triển suối đã nhiều ngày đêm chúng tôi cùng đoàn dân công Lào vận tải đạn gạo thuốc men vào chiến trường rồi khiêng thương binh từ mặt trận trở ra chúng tôi và đoàn dân công Lào đã coi nhau như anh em trong nhà đến những trạm nghỉ chân các cô gái Lào còn đưa chúng tôi vào bản để xin đu đủ rau xanh và nhiều thứ khác thậm chí có khi còn nấu cơm chung họ dạy chúng tôi một số từ tiếng Lào và ngược lại chúng tôi cũng dạy họ một số từ tiếng Việt một lần khi đang trên đường vận tải tới trạm dừng chân một cô gái lào bị sốt cao. Chúng tôi đã cho cô uống thuốc hạ sốt và xoa dầu gió, nhưng cô vẫn không đỡ. Tôi cuống quyết dục các cô trong đoàn nấu cháo cho cô ăn, rồi tự pha sữa cho cô uống, nhưng cô chỉ lắc đầu và nói, bố hộ. Chúng tôi hiểu rằng, bố hộ, trong tiếng Lào có nghĩa là, không biết, nhưng tôi vẫn nghi rằng nhiều cô gái trong đoàn dân công Lào, đặc biệt là các cô gái, thường giấu tên thật và coi như không biết tiếng Việt. Hỏi hàng chục lần, cô gái đều trả lời, bố hộ vừa thương vừa lo lắng tôi không biết phải làm gì trong tình huống này thì cậu hữu tổ bỗng nổi cáu và nói bố hộ bố hộ hỏi gì cũng bố hộ hay em cho các anh bố ti nhé bất ngờ cô gái ngồi bật dậy như bị bỏng và la lên bằng tiếng việt sành giọt anh ấy em không cho bố ti đâu bộ đội việt nam không được bố ti phụ nữ nhé trời đất ơi chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ xấu hổ với mấy cô gái lào cậu hữu tổ sau khi ngạc nhiên và lúng túng vội vã xin lỗi anh xin lỗi em tưởng em không biết tiếng việt nên anh mới dám nói đùa vậy lời đùa cợt quá đáng của hữu tổ trong đêm đó đã bị đưa ra kiểm điểm trước các bạn lào nhưng họ đã tha thứ cho cậu từ đó cô gái được chúng tôi gọi thân mật là cô bố hộ càng ngày chiến trường càng tiến sâu hơn việc vận chuyển lương thực đạn dược thuốc men càng trở nên khó khăn tuyến đường vận tải băng rừng lâu ngày đã bị địch phát hiện máy bay địch quần thảo ném bom bọn biệt kích thường lẻn ra đường để cài mìn hoặc phục kích bắn M79 rồi rút vào rừng. Bộ đội và dân công bị thương do mìn cài hoặc địch phục kích lên đến hàng chục người. Chúng tôi đã đánh chiếm được một số chốt địch ven đường số 7, nhưng thương vong khá nhiều. Khổ nhất là những ca thương binh nặng không kịp đưa về hậu phương. Hàng chục xe tải lợi dụng đêm tối chở gạo đạn vào cánh đồng chung, nhưng may lắm chỉ có một hai chiếc phát được. Gạo không đủ cho bộ đội ăn, thuốc và bông băng không đủ để chữa trị cho thương binh và đạn dược cũng không đủ để đánh địch, trung đoàn 16 năm rơi vào thế bí, đúng lúc đó, tổ trinh sát của trung đoàn báo về khu vực gần bản thẳng có nhiều nương giấy trồng bí đỏ do dân bỏ chạy giặc chưa kịp thu hoạch. Thông tin này được xem xét và ngay trong đêm, trung đoàn đã báo lên mặt trận cánh đồng chung. Mặt trận báo cáo lên cấp trung ương của cách mạng Lào và chúng tôi được cho phép tạm thời thu hoạch bí để cứu đói. Khi đến nương bí chúng tôi thấy những quả bí to nặng như lợn con nằm khắp các nương rẫy của đồng bào những dây bí còn sống thì cố níu lấy quả còn những dây bí đã chết thì quả tự lăn xuống lòng suối cạn theo lệnh của trung đoàn trung đội tôi dùng ba lô và bao tải gạo để gánh bí về nộp cho hậu cần trung đoàn từ đó phân phát cho các đơn vị trực chiến chỉ trong vòng một tuần chúng tôi đã vận chuyển hàng chục tấn bí đỏ để cứu đói cho bộ đội những ngày đó chỉ có thương binh mới được ăn năm lạng gạo một ngày còn chúng tôi hầu như phải ăn cháo bí ngô. Ăn bí ngô giúp đường ruột thông thoáng, nhưng đến ngày thứ ba thì cảm giác xót ruột vô cùng. Có một giai thoại kể rằng, Thủ trưởng Trung đoàn lúc đó là đồng chí Nguyễn Chu, khi lên báo cáo tại hội nghị tổng kết chiến dịch cánh đồng chung năm 1969, ông đã nói rằng nhờ có bí đỏ mà Trung đoàn chúng tôi đỡ bí. Việc ăn bí đỏ chỉ diễn ra vài tuần, sau đó lại xuất hiện những cánh đồng lúa của dân đang độ chín vàng mà không có người thu hoạch. Ngay lập tức, Chúng tôi báo cáo lên cấp trên và nhận được câu trả lời đồng ý cho bộ đội thu hoạch lúa của dân, đổi lại sẽ phát gạo từ kho binh trạm ở Mường Xén cho người dân Lào đang chạy loạn sang huyện Con Cuông. Vậy là, trừ những đơn vị thường trực chiến đấu, tất cả cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đều được huy động đi kiếm lương thực. Chúng tôi dùng đôi tất chân bọc vào hai tay, đeo ba lô trước ngực, rồi đêm đến mò ra cánh đồng tuốt lúa bỏ vào ba lô. Các cán bộ trung đoàn như Thủ trưởng Nguyễn Trung, Nguyễn Xuyên, Đỗ Trường Quân, Đỗ Phú vàng hà kiềm nguyễn kiệm trần lạp nguyễn đa cũng thường xuyên chỉ huy bộ đội ra đồng để tuốt lúa những chiến sĩ xa quê lâu ngày phần đông là dân quê gắn bó với đồng ruộng khi đi tuốt lúa trong lòng lại dấy lên nỗi nhớ quê hương miền bắc nhớ cha mẹ và bạn bè tuy nhiên khác với những lần ra đồng ở quê xưa đây là chiến trường địch đã đánh hơi được chúng tôi ban đêm tuốt lúa nên chúng tăng cường bắn pháo xuống các cánh đồng gây thương vong cho anh em đồng chí đỗ phú vàng trung đoàn phó kiêm tham mưu trưởng, bị thương do đạn pháo địch khi đang chỉ huy bộ đội tuốt lúa. Các cán bộ trung đoàn thời ấy, sau này, hầu hết trở thành những vị tướng xuất sắc ở các cấp quân đoàn, quân khu và bộ quốc phòng. Thường thì chúng tôi đi tuốt lúa từ 6 giờ tối đến 2, 3 giờ sáng mới về. Sáng sớm lại phải dùng nồi quân dụng để rang thóc cho khô, rồi lấy mũ sắt và một đoạn cây rừng làm chày để giã thóc như giã cua. Sau đó, bộ đội nhanh chóng ra rừng chặt tre, đan thành sàn để sàng xảy gạo. Lúc ấy, cả sư đoàn 312 được trang bị mũ sắt liên xô, từ sư đoàn trưởng đến binh lính đều dùng làm cối giã gạo. Địch càng ngày càng oanh tạc dữ dội hơn, hết pháo kích rồi lại giải bom napen để đốt cháy những cánh đồng lúa, dù nhỏ nhất. Bộ đội chỉ còn cách ngồi trên những đỉnh núi cao, nhìn những cánh đồng lúa chín vàng bị đốt cháy thành cho đen bay mù mịt. Trong lúc khó khăn, bộ đội pha thép và đoàn dân công hỏa tuyến lào lại xuất hiện tôi được gặp lại em bố hộ và em dẫn chúng tôi đến các bản xa để tìm nương lúa và các vườn rau mà dân bỏ lại không hiểu sao ở vùng rừng núi âm u này em lại kiếm đâu ra xà phòng và nước hoa thượng hạng dù đi vận tải đường dài hay dẫn bộ đội vào bản em bố hộ lúc nào cũng sực mùi nước hoa thơm lừng cứ người thấy mùi nước hoa hay xà phòng là chúng tôi biết em đã xuất hiện em tỏ ra thân thiết và gần gũi với mọi người nên cả trung đội đều quý mến coi em như em út trong nhà Nhờ có bố hộ chỉ dẫn, trung đội trinh sát của chúng tôi đã khiêng được một chiếc cối giá gạo của dân bỏ không về đơn vị. Chiếc cối ngay lập tức được dùng đêm này, mà vẫn có đơn vị chưa đến lượt. Trung đoàn quy định, đơn vị nào trực tiếp chiến đấu được ăn 5 lạng gạo một ngày, còn đơn vị không chiến đấu thì ăn 3 lạng, số gạo còn lại phải nộp về trung đoàn để phân phát chung. Chúng tôi, sức dài vai rộng, đêm tuốt lúa, ngày giá gạo, nhưng chỉ ăn có 3 lạng gạo một ngày, đói đến hoa cả mắt. Để no bụng, chúng tôi thường nấu cháo cho cảm giác no hơn một tối cậu chiến lén đến hầm tôi thì thầm tao giấu được cả ký gạo cháo mãi nhớ cơm quá tối nay mình bí mật ra căn hầm ở bìa rừng nấu cơm ăn xong rồi về chẳng ai phát hiện đâu ban đầu nghe chiến nói tôi đồng ý ngay nhưng khi bưng bát cơm lên tôi lại nhớ đến anh chắc trung đội trưởng một người dân tộc thiểu số ít nói hiền lành và tốt bụng nhưng rất nghiêm khắc với lính nhưng anh chắc cũng rất độ lượng và thương yêu anh em không để phần cơm cho anh thì thương anh đói mà nếu để phần thì hành động ăn vụng của chúng tôi sẽ bị lộ chúng tôi sẽ mang tiếng vô kỷ luật tham ăn suy đi tính lại tôi quyết định thà bị phê bình còn hơn là ăn vụng của anh chắc tôi quả quyết bưng bát cơm về hầm và nói với anh em xin lỗi anh chúng em đói quá nên đã bớt gạo nấu cơm nhưng khi ăn thì lại nghĩ tới anh em hứa từ nay về sau không làm thế này nữa anh chắc đưa tay cầm bát cơm Miệng méo sạch, mắt rơm rớm, mình thấy các cậu rủ nhau đi, mình đã theo dõi và biết các cậu đang làm gì. Mình muốn để các cậu ăn xong rồi rút kinh nghiệm, lần sau đừng làm thế nữa. Mình cũng thương các cậu lắm, nhưng khó khăn là khó khăn chung. Ta cố gắng thêm một thời gian nữa, khi đánh địch mở thông đường 7 thì sẽ có đủ gạo cho cả đơn vị. Anh chắc là người đã dìu dắt và giới thiệu tôi vào đảng. Trong suốt đời, dòng tên anh luôn sáng ngời trong lý lịch đảng viên của tôi. Chỉ tiết rằng vào cuối chiến dịch 74 b năm 1970, tôi được điều lên làm liên lạc trực tiếp cho Thủ trưởng Nguyễn Trung, từ đó tôi mất hoàn toàn liên lạc với anh chắc. Nếu năm nay còn sống, anh chắc cũng đã ngoài 70 tuổi rồi. Việc đi tuốt lúa chỉ kéo dài trong vòng một tháng. Khi lúa không còn, tay chúng tôi cũng bị gai lúa làm chảy xước, lở loét đến xương tấy, không cầm nắm được nữa. Sau khi phá hết các cánh đồng lúa chín của dân, địch bắt đầu tấn công vào những đàn gia súc đang ăn lang thang trên khắp cánh đồng cỏ. Mỗi sáng sớm tinh mơ, từ trên đỉnh các núi cao như bản ban, bản thẩm, chúng tôi nhìn thấy hàng trăm con bò, trâu, dê, ngựa ung dung gặm cỏ và đùa giỡn trên thảo nguyên xanh biếc. Đây là gia súc của dân chạy loạn bỏ lại, chúng tự do lang thang, gặp cỏ thì ăn, gặp nước thì uống, tối đến trụm vào nhau ngủ, rồi ngày lại đi ăn. Giá như không có bom đạn, không có chiến tranh, khung cảnh ấy sẽ thơ mộng và đẹp biết bao nhưng mỗi khi nhìn những chiếc máy bay mỹ trúc đầu xuống thả bom vào đàn gia súc lòng chúng tôi thắt lại với gia súc địch thường giải bom bi và bom vướng nổ gây lượng sát thương rất cao sau đợt bom nhiều con chết nằm la liệt tại chỗ những con bị thương kêu giống lên nghe thật rùng rợn những con sống sót thì chạy thục mạng nhưng cũng có con chảy vào dây bom vướng lại không thoát thân ngay trong buổi chiều đàn gia súc bị bom mỹ sát hại đại diện đơn vị bộ đội pha thét của lào đã báo với thủ trưởng trung đoàn đằng nào gia súc của dân cũng bị giết rồi các đồng chí bộ đội việt nam có thể cùng chúng tôi ra lấy thịt gia súc về ăn cũng đỡ được ít ngày ngay trong đêm đó chúng tôi lại được em bố hộ dẫn đi lấy thịt gia súc dưới ánh trăng trong vắt của thảo nguyên mênh mông chúng tôi nhìn rõ xác gia súc chết nằm ngổn ngang máu chảy loan đỏ cả một vùng đó đây còn khá nhiều những con ngựa trâu bò dê bị thương thở phì phì có những con nghé bê bé xíu còn sống sót cố giúp mõm vào vú mẹ đang nằm bất động Chúng tôi run rẩy xẻ thịt những con da súc bị thương, bỏ vào bao tải hoặc lấy dây rừng sâu từng tảng thịt để gánh về. Cứ vậy mà tiếp tục trong những ngày tiếp theo, khi địch thả bom giết da súc ở đâu, ban đêm chúng tôi lại đến nơi đó để lấy thịt. Thịt da súc được nhanh chóng phân phát cho các đơn vị, lính ta đón nhận trong niềm vui khôn tả, tất bật ngày đêm chế biến. Nhiều anh em trổ tài chế biến thịt thành hàng chục món luộc, xào, làm ruốc, giá giò, phơi nắng, hun khói. Đang đói lại thiếu chất, bộ đội ai cũng sáng cả mắt kể cả những ngày tết chúng tôi cũng chưa bao giờ được ăn thịt thoải mái như lúc này hết ăn luộc lại đến nướng giò bò giò ngựa nhưng có một khó khăn là ngày đó không hiểu sao hoàn toàn không có muối chúng tôi lại thèm muối hơn cả thèm thịt thèm cơm hồi còn ở miền bắc tôi làm thơ dự thi và được thưởng một chiếc đồng hồ đeo tay vậy mà bây giờ tôi phải tháo nó ra đưa cho anh chắc để đổi lấy năm lạng muối về cho trung đội hết muối chúng tôi đành phải nhổ rễ cỏ chanh đốt thành cho để chấm thịt, ăn cho có cảm giác mặn miệng. Chỉ sau 3 ngày ăn thịt nấu cháo với một ít gạo, chúng tôi đã ngán đến tận tai, nhưng vẫn phải ăn thịt suốt cả tháng trời. Sự thiếu thốn lương thực của trung đoàn kéo dài trong vòng 3 tháng, cho đến khi quân ta giải phóng được một số điểm chốt của địch dọc đường số 7. Lúc đó, xe tải của ta đã vận chuyển được đầy đủ đạn dược, gạo và thuốc men cho bộ đội ở chiến trường cánh đồng chung. Tôi biết rằng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bộ đội và đồng bào ở miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, quân khu năm còn đói khổ năm này qua năm khác, phải ăn củ mì, củ trục, củ mài thay cơm. Nhưng tôi tin rằng chưa có đơn vị nào phải ăn bí đỏ và thịt da súc thay cơm hàng tháng trời. Chưa có đơn vị nào phải đi tuốt từng bông lúa bỏ vào mũ sắt để lấy gạo chống đói. Giờ đây, khi viết những dòng này, tôi vẫn nhớ như in mùi vị của từng loại gia súc như trâu, bò, ngựa, dê, cừu. Nhớ mùi cháo bí đỏ tỏa ra thơm lừng, mùi gạo lúa nương của đồng bào Lào thật dẻo và thơm. Tôi thương và cảm ơn em bố hộ, người đã không ngại hy sinh gian khổ, dẫn chúng tôi băng rừng lội suối kiếm thực phẩm nuôi bộ đội. Khi quân ta giải phóng hoàn toàn cánh đồng chung, toàn trung đoàn 16 năm lại được lệnh truy kích địch về hướng bản mèo, sảm thông, long chẹp. Các đoàn xe tải nối đuôi nhau trên đường số 7, qua cánh đồng chung đưa gạo, đạn và thuốc men vào tận khu rừng bản khẩu phía nam cánh đồng chung. Các loại pháo phòng không cũng được bố trí tại cửa rừng bản khổng để ngăn máy bay địch oanh tạc các kho tảng của ta. Pháo mặt đất 130mm được đặt ở đây để bắn vào các đồn địch khu vực giảm thông, long trẻng. Tôi nhận được tin từ bạn bè rằng người em con cậu của tôi, Phạm Đức Hùng, cũng ở đơn vị 130. Định bụng khi ra bản khổng lấy gạo sẽ tìm đến thăm em, nhưng chưa kịp thăm thì đã nhận được tin em hy sinh trong một trận bom Mỹ. Chỉ trong vòng một tuần, khu rừng bản khổng đã tập kết hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm và đạn dược để chuẩn bị cho những trận đánh lớn. Mỗi đêm, chúng tôi lại từ khu vực giảm thông mang gạo về, tránh sự dò tìm của máy bay trinh sát địch. Chúng luôn xăm soi từng vết bánh xe, biết ngay điểm tập kết hậu cần của ta. Ngày đêm, khu rừng bản khổng không phút nào ngất tiếng máy bay và bom đạn. Chúng ném hết bom đào, bom phát quang, bom bi, rồi đến bom cháy. Những kho gạo, đạn chất cao như núi bị bom đánh tan tành, rồi lửa đốt cháy đen thui. Thịt hộp, lương khô, đường sữa, thuốc men, bông băng cũng bị bom đánh văng khắp cánh rừng. Mỗi lần ra tới kho bản khổng lấy gạo, chúng tôi như đối đầu với hiểm nguy, chẳng khác nào lên trận. Địa, biết bao câu chuyện giai thoại, vần thơ cười ra nước mắt cũng được lính ta sáng tác, nói lên phần nào sự nguy hiểm mỗi khi tới rừng bản khổng. Nơi đâu có khó khăn, nơi đó lại xuất hiện các đoàn dân công hỏa tuyến của ta và Lào, cùng bộ đội vận tải gạo đạn vào sâu gần trận tuyến. Vào giữa tháng 2 năm 1970, tôi và đồng chí Mỹ được giao nhiệm vụ cùng em bố hộ và em tưởng, dân công Nghệ An, khiêng một thương binh ra cửa rừng bản khổng rồi tải gạo về. Chúng tôi rất vui khi vừa ra tới cửa rừng đã gặp ngay xe đón thương binh. Nếu đêm đó vượt qua được trọng điểm địch hay đánh bom, ngày mai đồng chí thương binh sẽ về tới Nghệ An. Chúng tôi chọn những bao gạo ngổn ngang trong rừng, dồn vào ba lô và nhanh chóng quay trở về. Đi được nửa đường, o hường dẫm phải quả mìn cóc do địch cài tiếng nổ vang lên, hường ngã văng qua bên đường, kêu la quản quại. Tôi vội vã buông ba lô, lao tới ôm hường. Em bị thương gãy cả hai chân, máu chảy xối xả. Tôi kêu gọi mọi người gom bông băng cá nhân để Garo cầm máu cho Hường. Sau khi sơ cứu xong, tôi để đầu Hường gối lên đùi, còn em vẫn rên rỉ, người run bần bật. Máu chảy ướt cả đầu tóc, quần áo. Hường mất nhiều máu nên thấy lạnh và rét run. Trong lúc hoảng loạn, tôi bất ngờ nhìn thấy một bọc đen rơi trước mặt. Tôi nhặt lên, nhận ra đó là chiếc quần của phụ nữ. Nhìn về hướng đó, tôi thấy bóng bố hộ chạy vụt vào rừng tối. Trời ơi, vậy là bố hộ đã nhường quần cho Hường rồi em phải chạy trốn vào rừng. Tôi vội thay quần cho Hường, còn tôi và Mỹ cởi áo đắp cho Hường đỡ rét. Vừa lo cho người bị thương, vừa lo cho người đang trốn trong rừng, tim tôi như bị sát muối. Biết làm sao giữa đêm tối ở cánh rừng này, khi chúng tôi còn không có vóng để khiêng Hường về trạm phẫu. Tôi đành ngồi ôm hường, còn Mỹ thì lùng sục khắp xung quanh để gọi bố hộ trở về. Gọi mãi nhưng chúng tôi chỉ nghe tiếng nai, tiếng hoãng kêu. Đến gần 4 giờ sáng, trong lúc lo lắng tột độ, tôi nghe tiếng người nói, càng lúc càng rõ. Trong bụng tôi thầm nghĩ, may quá, có đoàn dân công hay bộ đội đi vận tải vào giờ này. Khi họ đến gần, tôi nhận ra người đi đầu chính là bố hộ, em đã mặc bộ quần áo gọn gàng, dẫn người mang võng đến đón hưởng. Thì ra, ngay sau khi cởi quần nhường cho bạn, bố hộ đã băng rừng về trạm phố báo cho người đến cứu. Tôi cố kìm nén cảm xúc, nhưng nước mắt vẫn giàn rụa. Sau khi khiêng hường về trạm phố, chúng tôi chia tay. Tiểu đội tôi trở về nhận khẩu cối 82 ly để tham gia trận đánh ở bản Na, còn bố hộ lại trở về trung đội du kích của em, tải thương trên khắp các cánh rừng bạt ngàn của cánh đồng trung huyền thoại. Đã gần nửa thế kỷ trôi qua, nếu bố hộ còn sống, giờ này em cũng ngoài 60 tuổi có lẽ đã có chồng, con, cháu nội, cháu ngoại. Nhưng hình ảnh em, ở tuổi 20, với khẩu súng AK, vai gùi gạo, bước đi thoăn thoát, miệng luôn nở nụ cười, và đặc biệt là khoảnh khắc em ném chiếc quần nhường cho Hường rồi chạy vào rừng sâu, vẫn không phai mở trong trí nhớ của tôi. Bố hộ, giờ này em ở đâu? Đồng đội tôi trong giai đoạn mở đầu chiến dịch 139, trung đoàn 16, năm tập trung vào những trận đánh nhỏ, và vừa để kết hợp với mặt trận giải phóng từng phần cánh đồng chum. Sau khi nghiên cứu địa hình, lực lượng và quy luật hoạt động của địch suốt cả tháng quanh khu vực thị xã Xiên Khoảng, trung đoàn chia thành 3 khu vực tác chiến. Khu 1 là thị xã Xiên Khoảng, có 3 đồn, đồn thấp, đồn cao và đồn sân bay. Khu 2 nằm ở phía đông nam thị xã Xiên Khoảng, có 3 đồn mà anh em trinh sát đặt tên là đồi con lợn, đồi mâm xôi và đồi cháy. Khu 3 nằm ở phía đông bắc thị xã Xiên Khoảng, địch đóng quân tại 2 điểm trên đồi cây xanh. Tại hội nghị quân chính của Trung đoàn để bàn về kế hoạch tác chiến, Trung đoàn trưởng Nguyễn Trung, thay mặt Đảng ủy và Ban chỉ huy Trung đoàn, giao cho đại đội một tiểu đoàn 4 đánh cả 3 điểm ở khu 2, gồm đồi. Con lợn, đồi mâm xôi và đồi cháy. Đại đội đặc công 19 sẽ tấn công 2 điểm trên đồi cây xanh ở khu 3. Như vậy, trận đánh mở đầu của Trung đoàn sẽ đồng loạt nổ súng tại 5 điểm đồn trú của địch quanh thị xã xiên khoảng. Ta sử dụng lực lượng tinh nhuệ, đánh theo kiểu tập kích đặc công, tấn công nhanh, thu dọn chiến trường nhanh và rút lui nhanh không cho pháo binh địch kịp trở tay những trận đánh này đã gây cho địch sự bất ngờ và kinh hoàng trong một trận đánh giữa bộ binh ta và bộ binh địch dù sử dụng lực lượng nhỏ chỉ vài chục người công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đều được nghiên cứu và lập phương án tác chiến rất tỉ mỉ từ trước cả tháng lực lượng hậu cần lo việc vận chuyển súng đạn thuốc men vào nơi tập kết số lượng gấp hàng chục lần người xông vào đồn địch Lực lượng trinh sát đi nghiên cứu địa hình để quyết định hướng tiến công chính, cũng như xác định hướng địch có thể tháo chạy ồ ạt khi ta tấn công, từ đó bố trí lực lượng đón lóng. Lực lượng pháo binh, gồm pháo 120mm, cối 82, DKZ75 và súng 12ly7, lập trận địa khắp nơi. Công binh thì đi đào hầm sở chỉ huy tiền phương, trạm phẫu thuật và mở những con đường cần thiết để quân ta chiếm lĩnh trận địa thuận lợi và rút lui nhanh chóng. Trước khi trung đoàn nổ súng 2 ngày Tiểu đội của tôi được nghỉ việc vận tải đàn gạo để nhận nhiệm vụ đặc biệt, đào huyệt dự bị để chôn tử sĩ. Nghe giao nhiệm vụ đào huyệt, ai cũng cảm thấy khó chịu và lặng lẽ. Chúng tôi đã tận mắt đối diện với cái chết nhiều lần và dần quen với nó, nhưng việc đào huyệt để chuẩn bị cho cái chết của đồng đội mình thì không ai ngờ tới. Có anh còn nhăn mặt, cho rằng chưa đánh đá đào huyệt thì chẳng khác nào rước điều xui xẻo vào mình. Nhưng lệnh đã ban ra, không thể không chấp hành. Chúng tôi được hướng dẫn nhiệm vụ rất cụ thể và tỉ mỉ. Mỗi trận đánh bộ binh có thể khiến anh em hy sinh từ 2 đến 20% quân số tham gia chiến đấu. Dù có trận không ai hy sinh, nhưng chúng tôi vẫn phải đào số huyệt dự bị đúng như quy định, phòng trường hợp bất chắc xảy ra. Cũng may khu nghĩa trang giá chiến này có đất đỏ khá mềm, chỉ trong hai ngày đêm, cả tiểu đội đã đào được hơn 20 huyệt. Mỗi huyệt có kích thước dài 2 mét, rộng 0,8 mét và sâu 1,2 mét, vuông vắn. Ban đầu chúng tôi đo đạc rất cẩn thận, nhưng sau khi mệt quá, cứ tự mình nằm xuống đáy huyệt rũi chân thẳng, thấy thoải mái là coi như đạt yêu cầu. Các động tác khâm liệm anh em tử sĩ cũng được phổ biến và tập luyện kỹ càng. Khi các lực lượng bộ binh bắt đầu chiếm lĩnh trận địa, tiểu đội tôi vác đòn khiêng buộc sắn vóng, đi theo sau vài trăm mét. Chúng tôi nhanh chóng đào công sự cá nhân, phòng khi địch phản pháo. Đúng 21 giờ 30 cả năm trận địa của ta đồng loạt nổ súng. Tiếng đạn B-40, B-41, thủ pháo và súng AK vang lên, xen lẫn tiếng hô xung phong. Chỉ sau 20 phút, ta đã làm chủ trận địa. Chúng tôi được lệnh tiến vào trung tâm đồn địch, đâu đó vẫn còn tiếng thủ pháo nổ và súng AR-15 của địch bắn lẻ tẻ. Nghe nói ta đã tiêu diệt hàng chục tên địch, bắt sống ba tên, thu được hàng tấn gạo và nhiều súng đạn của địch. Phía ta, hy sinh một và bị thương hai đồng chí tôi được chỉ huy đơn vị bộ binh dẫn đến vị trí của một đồng chí hy sinh, nằm bất động vì bị đạn AR-15 của địch bắn trúng ngực, hy sinh ngay tại chỗ. Vì máu ra rất nhiều, chúng tôi dùng chiếc võng quấn kín người anh và buộc trực tiếp vào đòn khênh như cách người ta khiêng một khúc gỗ, rồi nhanh chóng rời khỏi trận địa. Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong đời tôi trực tiếp khiêng người chết. Tôi cố gắng tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng tim vẫn đập thình thịch, tay chân run rẩy. Khi vừa khiêng vừa đẩy tử sĩ xuống dốc, cái đầu của đồng chí lòi ra khỏi vóng lắc lư theo nhịp bước càng làm tôi thêm sợ hãi mở mắt thì sợ nhưng nhắm mắt lại không thấy đường đi cứ lần hồi mãi cuối cùng chúng tôi cũng đến khu nghĩa trang đã đào từ hai hôm trước trước khi khâm liệm chúng tôi tắm rửa sạch sẽ cho anh mặc cho anh bộ quân phục mới nhất chúng tôi dùng một mảnh giấy nhỏ ghi họ tên đơn vị quê quán của anh rồi bỏ vào chiếc lò penicillin đậy nắp cẩn thận và cho vào túi áo ngực sau đó Chúng tôi dùng chiếc vóng khâm liệm, rồi cho anh vào chiếc bao ni lông và thắt đầu bao lại. Trong mắt tôi, nước mắt trào ra và không ngừng rơi. Không khí trong tiểu đội trở nên nặng nề, mọi người im lặng, tránh cả việc nhìn vào mắt nhau. Khi đặt anh xuống huyện và sắp xếp nằm ngay ngắn, cả tiểu đội đứng nghiêm chào anh lần cuối, rồi bắt đầu lấp đất. Mỗi tảng đất được hất xuống giống như một hòn đá nặng nề dội vào lồng ngực tôi. Chúng tôi đáp môi mộ thật to, thật cao. Cuối cùng, tiểu đội phát họa sơ đồ mộ trí và ghi tọa độ cẩn thận trên một tờ giấy đã được chuẩn bị sẵn để gửi về ban chính sách trung đoàn. Trở về hầm, chúng tôi gặp hai đồng chí bị thương đã được sơ cứu. Một người bị thương vào đầu, ngất đi và gần như bất động, còn một đồng chí khác bị thương vào phổi, vừa thở khò khè vừa kêu la thảm thiết. Tôi nghĩ thầm rằng đồng chí bị thương vào đầu chắc sẽ không qua nổi đêm nay, nên chúng tôi để anh nằm ở hầm bên và thay nhau canh chừng đồng chí bị thương ở phổi thì nằm chung hầm với tôi, để nếu có chuyện gì thì cấp cứu kịp thời. Khi ngả lưng xuống nền hầm, tôi chợt nhận ra khoảng cách từ căn hầm tôi nằm đến ngôi mộ vừa chôn không quá trăm mét. Nếu đồng chí tử sĩ còn sống, chúng tôi có thể gọi nhau như thường, nhưng giờ đây, chúng tôi cùng nằm dưới độ sâu cách mặt đất hơn một mét, mà kẻ âm người dương cách biệt nghìn trùng. Nước mắt tôi lại ứa ra, càng về sáng, tôi thấy đồng chí thương binh nằm cùng hầm ít rên rỉ hơn, và mệt quá tôi ngủ tiếp đi. Đến sáng, đồng chí thương binh nằm cạnh tôi đã tắt thở từ lúc nào, ngược lại, đồng chí bị thương vào đầu, người tối qua còn bất tỉnh, giờ lại tỉnh táo và nói chuyện như chưa có gì xảy ra. Trận đánh đồng loạt vào năm đồn của địch thắng lợi giòn giá, làm nước lòng cán bộ, chiến sĩ trong trung đoàn. Bọn địch thì hoang mang cực độ, chúng dùng pháo binh và không quân bắn phá bất cứ chỗ nào nghi có Việt Cộng. Trước thời cơ khi địch còn chưa kịp hoàn hồn, trung đoàn tiếp tục tổ chức các trận đánh bồi, giải phóng sân bay xiên khoảng, điểm cao trong van, tiêu diệt hoàn toàn tiểu đoàn BV-24 và bắt sống một số địch, trong đó có cả cố vấn Mỹ. Những ngày tiếp theo, trung đoàn phối hợp cùng các đơn vị đặc công của mặt trận giải phóng sân bay bản án, thu hàng trăm khẩu súng và hàng tấn gạo, đạn dược. Chỉ còn điểm cao phu tôn nằm ở phía nam cánh Đồng Chum là nơi địch đang cố giữ để ngăn cản đường tiến của ta vào sản thông long trẻ. Trung đoàn quyết định bằng mọi giá phải chiếm được ba điểm cao của dãy phu tôn tiểu đoàn 6 đã dồn toàn bộ lực lượng để chiếm lại ba điểm cao này. Trận đánh kéo dài hai ngày, ta và địch giành giật từng tấc đất, bộ đội thương vong khá nhiều. Tiểu đội tôi được lệnh lên đỉnh Phu Tôn để khiêng thương binh, tử sĩ. Đỉnh Phu Tôn cao trên 1.000 mét, khi lên đến nơi đã quá 12 giờ đêm, địch liên tục cho máy bay ném bom và pháo kích vào những khu vực ta vừa chiếm. Tôi được phân công khiêng một đồng chí thương binh bị băng trắng khắp đầu và chân. Anh khóc lóc, van xin em bị thương cả đầu lẫn chân đau lắm các anh ơi cứu em với đêm nay mà không ra khỏi đây em chết mất tôi chấn an anh yên tâm đây là nhiệm vụ của chúng tôi rồi cùng mấy anh em nhẹ nhàng đặt anh vào vóng để khiêng đi đường dốc đứng cây cối ngổn ngang mùi bom đạn vẫn khét lẹt có những đoạn chúng tôi phải hạ đòn khiêng xuống và kéo người thương binh trượt dốc pháo địch vẫn bắn chát chúa xung quanh cuối cùng chúng tôi cũng xuống hết dốc Tiểu đội tiếp tục khiêng hai thương binh và hai tử sĩ qua cánh đồng chum để về trạm phẫu thuật của. Trung đoàn, bất ngờ, một loạt đạn AR15 vang lên chát chúa ngay phía trước. Tôi và người bạn cùng khiêng thương binh vội đặt cáng xuống và lăn vào bụi cây gần đó, chờ khoảng 10 phút không thấy động tĩnh gì. Tôi đoán đây chỉ là bọn tàn quân địch còn sót lại, thấy ta thì bắn một loạt rồi bỏ chạy. Điều kỳ lạ là khi chúng tôi quay lại vị trí đặt cáng, người thương binh đã biến mất. Chúng tôi tự hỏi chẳng lẽ định bắt anh ta nhanh đến vậy sao? Lục lọi tìm kiếm trong các bụi cây, bụi cỏ mãi cũng không thấy, mà gọi lớn thì sợ lộ. Chờ khoảng 30 phút sau, tôi thấy người thương binh trở lại và đi lại một cách hoàn toàn bình thường. Trời ơi, hóa ra anh ta không bị thương ở chân, mà chỉ bị thương nhẹ ở đầu. Chắc là trong lúc ngồi chờ người đến đón, anh ta đã nghĩ ra quỷ kế, tự băng bó chân mình để được ưu tiên khiêng trước. Chúng tôi bực đến mức muốn đấm thẳng vào mặt anh ta một cú cho hả giận nhưng trong tình cảnh đó không phải khiêng anh ta nữa cũng là một điều đáng mừng rồi dẫu mỗi khi nhớ lại chuyện này tôi vẫn thấy buồn nhưng cuối cùng tôi đã tìm được cho mình sự tha thứ và thông cảm hồi đó những thanh niên nhập ngũ như chúng tôi đều còn rất trẻ chưa được rèn luyện nhiều và nhận thức cũng khác nhau chiến tranh bao giờ cũng là thử thách khắc nghiệt nhất đối với mỗi con người phải đối mặt với những biến cố lớn ấy mỗi người lính cần dùng trải nghiệm của bản thân để đứng vững trước thử thách và dù đến bây giờ tôi vẫn không biết tên anh ta, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn hy vọng rằng sau này, người lính ấy sẽ cảm nhận được tình đồng chí, đồng đội, và sẽ đứng vững không chỉ trong cuộc chiến, mà còn trong cuộc sống đời thường, ở những ngày đất nước đã được độc lập, tự do. Kinh ơi, đã gần hai chục năm rồi tôi mới lại ra Bắc bằng tàu hỏa. Tôi muốn làm một chuyến rong ruổi để xem đất nước đã đổi thay đến mức nào. Bên cạnh đó, tôi còn một việc hệ trọng chưa làm được nên vẫn canh cánh trong lòng, đó là xác nhận phần mộ cho kình. Hơn nữa, nhà nước sắp phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng cho bà cụ thân sinh của anh Kình, vì gia đình chỉ có mối Kình là con trai độc nhất mà chưa vợ con. Cụ đã mất vài năm nay, không biết chỗ đất cụ ở có ai thờ tự và nhang khói, liệu địa phương đã đưa vào danh sách đề nghị phong tặng đợt đầu chưa, hay còn trục chặt gì về thủ tục. Khi còn cùng đơn vị, Kình hay khoe với tôi, may mà về quê tao loại con gái khẻo chân, hở rốn cũng làm mày nha. Tôi biết Kình nói thật, che thái, gái tuyên, câu phương ngôn ấy chúng tôi, những anh lính trẻ hồi ở bắc đều đã nghe qua. So với anh em trong tiểu đội, Kình thuộc loại có trình độ văn hóa cao, điển trai, ăn nói lưu loát và chăm chỉ. Đơn vị đóng quân ở đâu, Kình cũng sớm được nhiều người quý mến, đặc biệt là các mẹ, thanh niên nam nữ và các cháu thiếu nhi. Sáng nào, sau khi tập thể dục, Kình cũng cầm chổi quét từ trong nhà ra ngoài sân, có khi quét đến tận đường làng. Nhiều người mẹ, người chị giật lấy chổi vì thương Kình vất vả nhưng cậu ta chỉ cười tếu táo để em tập thể dục mà. Chiều đến, sau buổi tập, Kinh lại dẫn đám thanh niên đá bóng ở mấy thửa ruộng đầu làng. Khi mồ hôi túa ra, cậu ta hùa theo bọn thanh niên nhảy ùm xuống hồ nước nông để bơi lội, la hét ầm ý. Chỉ mới đóng quân ở làng được hơn một tuần, mà đâu đó đã nghe thấy các mẹ, các chị lắc đầu khen, cái chú Kinh ấy vui tính, trai chưa vợ mà chịu khó ra phết. Đám thanh niên, nhất là mấy cô thôn nữ, thì cứ luôn miệng, anh kình Tối thứ bảy chép cho em bài ca hy vọng nhé. Hay, anh Kình ơi, dạy bọn em bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây đi. Tụi trẻ con thì truyền nhau, chú Kình giỏi võ lắm, tụi bay ạ. À. Nhưng rồi, có một chuyện giờ khóc giờ cười xảy ra. Một buổi tối, sau khi sinh hoạt đơn vị xong, Kình về bãi tranh thủ dạy võ cho tụi trẻ con gần cả tiếng đồng hồ. Về đến nhà, cậu ta, vội vơ chiếc quần cộc chạy ra giếng tắm. Đang lúc toàn thân nóng ran vì ngứa ngáy, cậu ta phát hiện trong buồng tắm có người đang tắm. Nghĩ là có anh nào trong tiểu đội giành tắm trước mình, cậu ta chẳng suy nghĩ gì, liền vạch đám lá mía chắn buồng tắm rồi xả nước vào. Bỗng nghe tiếng cô Toàn, con gái chủ nhà, kêu toán lên, trời ơi, ai đổ nước nóng vào lưng em thế? Kinh hái, cậu ta hồn vía lên mây, biết mình đùa nhầm chỗ. Chuyện lan ra, kình vò đầu bước tay phân bua, tôi tưởng đồng chí nào trong tiểu đội về tắm trước nên mới làm vậy. May mắn, Cả tiểu đội và gia đình chủ nhà đều hiểu tính kình, đặc biệt là cô Toàn, nên chỉ bị khiển trách trước đơn vị. Rồi đơn vị hành quân sang Lào chiến đấu. kình là gã trai to khỏe như vâm, ngoài việc mang nòng pháo cối 82 ly nặng 18kg và cái máy ngắm nặng 2kg, cậu ta còn đeo ba lô với hàng chục loại tư trang. Quanh người, kình thắt một dây da đầy lựu đạn, túi thuốc, cơm vắt, rau găm, bình tông nước và một ruột tượng gạo vắt qua nắp ba lô nhiều khi phải hành quân qua những đỉnh núi cao hàng nghìn mét, đi nửa ngày mới tới đỉnh, nhưng mỗi lần đến chỗ giải lao, kinh lại để nòng pháo và tư trang sang một bên, rồi quay lại đón anh em tụt hậu. Một buổi sáng, chúng tôi hành quân đến dốc ô hòa, gọi là dốc ô hòa vì một thời, vào mùa khô, có đoàn thanh niên sung phong gánh gạo qua đây. Trời nắng gắt, dốc lại dài và cao, ô hòa gánh hơn nửa tà gạo leo dốc đến đỉnh, kiệt sức nên đã hy sinh tại chỗ, và các đồng đội đã chôn ô ở đây. Từ đó, mỗi đơn vị bộ đội, thanh niên sung phong hay dân công qua đây đều nghỉ lại, tìm những bông hoa rừng đẹp nhất cắm lên mộ ô hòa để tưởng nhớ. Khi chúng tôi vừa đặt ba lô xuống nghỉ trên đỉnh dốc, đoàn dân công hỏa tuyến Nghệ An cũng vừa đến. Đoàn chỉ có mấy bác trung niên, còn lại toàn những cô gái 18, đôi mươi. Vì leo dốc trời nắng, nên mặt cô nào cũng ửng đỏ như trái hồng chín, đôi mắt long lanh. Bộ đội và dân công gặp nhau, ai cũng cảm thấy khoan khoái, phấn chấn. Đang vui thì kình, với biệt danh Hồ Pháp, đeo hộp đựng ống kính máy ngắm, đến vỗ vai mấy bác trung niên. Trịnh trọng, cậu ta nói: "Thưa các bác, đoàn chúng tôi là đoàn nhà báo và quay phim chiến trường. Đề nghị các bác cho các cô gái leo lại dốc để chúng tôi quay phim được không?" Nghe đề nghị dựng cảnh để quay phim, mấy ông già khoái chí liền dục các cô: "Nào, mấy o, mau lên, mau lên để các anh ấy quay phim. Mấy khi có dịp được lên phim để cả nước xem chứ?" Các cô gái tưởng thật liền nhanh chóng gửi lại hàng lên vai, đi xuống dốc một đoạn rồi leo lại để quay phim. Vì ngượng ngùng, các cô cúi gục mặt xuống, trong khi kình vừa giả bộ ngắm qua ống kính vừa la lên, ngẩng mặt lên, đi lẹ lên, được rồi. Chúng tôi lúc ấy đang mệt, nhưng chứng kiến cảnh này, không nhịn được mà cười đến đau cả bụng. Sau khi hết trò quay phim, kình cũng không buông tha các cô gái. Thấy đàn bò của đồng bào dân tộc ăn cỏ gần đó, cậu ta đưa ống kính máy nắm chĩa vào đàn bò rồi la toáng lên trời ơi bò ăn gì mà bụng đầy sán quá vậy kình vẫy tay gọi chúng tôi các cậu ơi ra đây mà xem dạ dày con bò này có cả run đũa nữa cậu ta còn quay máy nắm về phía các cô gái khiến các cô tỏ ra ngạc nhiên thầm phục anh bộ đội với cái máy quay phim nhìn thấu qua bụng bò khi thấy kình quay máy nắm về phía mình các cô vội ngồi sụp xuống lấy nón che mặt và kêu toáng lên chúng tôi lại được dịp cười đến đứt ruột. Buổi quay phim trên đỉnh dốc ô hòa kết thúc với kình nhận bản án thứ hai, bị khiển trách vì có hành động không đứng đắn với phụ nữ. Sau đó, chúng tôi hành quân tiếp hơn một tháng, thì đến dịp Tết Nguyên đán năm kỷ dậu 1969. Địch đã đánh hơi được sư đoàn chúng tôi đang hành quân vào chiến trường để mở chiến dịch mùa khô, nên thả rất nhiều loại bom như bom phạt, bom bi, và bom xăng nhằm triệt tiêu Việt Cộng và phát quang. Dừng già chỉ còn 6 ngày nữa là đến Tết, mà đại đội tôi đã bị bom giết hại 4 đồng chí. Đơn vị chưa trực tiếp chiến đấu mà đã có người hy sinh, thật không có gì buồn hơn. Tuy nhiên, cấp trên vẫn chỉ thị chúng tôi phải chuẩn bị ăn một cái Tết vui vẻ, giữ vững tinh thần lạc quan cách mạng. Chúng tôi được nghỉ hai ngày trước Tết, liền chặt cây làm bàn thờ, kiếm trái cây và hoa rừng để bày biện. Có anh còn xé giấy từ sổ tay để viết thơ, làm câu đối dán lên cây nêu tự chế nhiều anh em sục sào vào các bản làng dân tộc để xin hoa đào hoa mận hoa champa chuối cam đu đủ riêng kình thì trang trí theo kiểu khác ngoài bàn thờ chung của tiểu đội cậu ta còn lập một bàn thờ riêng gần chỗ ba lô xin được ít cắm bỏ vào ốm bơ thịt hộp rồi cắm mấy cành hoa champa và vài cành lá rừng bên cạnh đó kình bày một mâm quả toàn là khế rừng và quả vả chát xít cậu ta lý giải với mọi người tiểu đội mới có người hy sinh thì phải chua chát và cám chứ ngọt thơm sao được chỉ vì thế mà tiểu đội phải họp đi họp lại, kiểm điểm kình vì bị quy tội có tư tưởng bi quan, xa sút ý chí chiến đấu. Kình cái, còn chúng tôi thì dựa thế đa số trục mũ cậu ta. Cuối cùng, kình thản nhiên, được rồi, cứ vào chiến trường thì rõ mèo nào thắng mưu nào. Vào chiến trường, những anh lính 19, đôi mươi phải đương đầu với bao gian khổ ác liệt, đói đến hoa cả mắt, run rẩy chân tay, không muốn bước đi nữa. Đã thế, tỷ lệ sốt xét ngày càng cao, ngày nào cũng có người lên cơn sốt. Thỉnh thoảng, lại có anh chết vì sốt rét ác tính. Những anh khỏe mạnh, to con thì sốt trước, sốt nặng và dai. Người đang to béo, khỏe như trâu mà sau vài cơn sốt hành hạ, bỗng mặt mũi, chân tay tóp lại, da xám xịt, mắt đờ đẫn, dáng đi liêu siêu. Kình là một trong những tay bị sốt rét nhiều nhất, những lúc tỉnh táo, cậu ta luôn miệng kêu đói và thèm của chua. Dù sốt rét gần chết, khi cắt cơn, Kinh vẫn lấy tấm ảnh của một cô gái chừng 19, 20 tuổi với đôi mắt như làn nước biển ra khoe với mọi người, các cậu coi có được không? Chúng tôi súng lại khen, hỏi tên cô gái, nhưng Kinh bảo, bí mật. Sau này hòa bình, về sẽ làm đám cưới, mời cả tiểu đội về dự, lúc đó các cậu sẽ biết tên cô dâu. Chúng tôi hiểu, Kinh muốn giữ bí mật ấy cho riêng mình. Bụng đói, tôi và Kinh bỏ tư trang, đeo ba lô không, lần vào một bản bị bom đánh tàn phá dân bản đã bỏ đi từ lâu, tìm mãi chẳng có gì ăn được, chúng tôi đành ra vườn kiếm cây đu đủ, vạch được mấy quả non to bằng nắm tay. Chao ôi, đói mà ăn đu đủ xanh thì không khác nào tự sát, ruột gan cồn lên đau đến tưởng chết tại gốc cây, không còn khả năng bỏ về đơn vị nữa. May sao, chúng tôi lần ra được vườn mía, tuy đã bị chặt hết cây to, chỉ còn lại những cây non mới có vài gốc. Vậy là cũng sáng mắt lại rồi, vừa ăn mía, tôi vừa quan sát thấy một đám đất mới được đùn lên a à, tổ chuột, kình ơi, để yên đấy, vào nhà dân tìm cái cuốc mau. Khi tìm được cuốc, tôi nhìn đám đất chuột đùn to tướng gần bụi cây, ái ngại, nó đùn ra đầu đất thế này chắc là hang sâu lắm, đào làm sao được. Hơn nữa, liệu nó còn ở trong hang không, hoặc có chuột thì đào thấy động nó cũng chạy mất. Cậu chưa đào đã nản trí, cậu ra canh, để tứ đào, kình cầm cuốc, đào hùng hục một thôi dài, phá tan cả bụi cây rậm rạp. Tôi thấy kình, sau 10 phút đào đã mệt nhoài, liền động viên, bây giờ gần tới nơi rồi, cậu chịu khó đào thêm, nếu nó chạy ra thì tớ vồ. Mình mệt quá, nói bừa cậu đào đi, nếu nó chạy ra, nhất định sẽ chụp được. Kình vừa cầm cuốc, cuốc được mấy nhát thì con chuột to bằng cổ chân chui ra khỏi hang, nhảy trồm trồm qua mặt tôi, rồi rúc vào bụi cây rậm rạp. Kinh quàng vội cây cuốc, chạy đuổi theo con chuột, không được, liền dồn hết bực tức vào tôi, tao đã bảo phải cẩn thận, chậm chạp quá như người kiệt sức kình ngã ngồi xuống, thở dốc, tôi vừa đau vừa nuối tiếc, vừa ân hận. Trong một trận tiến công vào đồn bản na, khẩu đội pháo cối của chúng tôi nhận lệnh ngã cấp tập vào đồn địch để yểm trợ cho bộ binh xung phong. Nhưng vừa phát hỏa được 5 phút thì các trận địa pháo của địch ở phía trước liền nhả đạn vào chúng tôi như mưa. Trước trận báo đạn của địch, chúng tôi được lệnh tạm rút vào hầm trú ẩn. Bộ binh ta đang xung phong, rút là thế nào? Kinh quát lên, bất chấp nguy hiểm, một mình vừa ngắm qua ống kính, vừa thao tác pháo vừa bỏ đạn vào nòng chỉ với một khẩu pháo nhưng kình đã kịp vùi đầu bọn địch ở đồn bản na tạo thuận lợi cho bộ binh xung phong sau một tiếng nổ chát chúa của đạn pháo địch kình ngã đánh hụt xuống chân khẩu pháo tôi và mấy người bạn vội kéo kình vào hầm máu từ đầu kình tuôn ra ướt đẫm áo quần tôi chúng tôi vội quấn băng cho kình nhưng không kịp khi vòng băng cuối cùng nhuộm đỏ máu như màu cờ cũng là lúc kình chúc hơi thở cuối cùng Tôi rút từ túi áo ngực của kình ra một phong thư đã nhổ nát và một tấm ảnh bé xíu. Sau tấm ảnh có mấy chữ, như đừng quên em, Trần Thị Thu Hằng, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 34 năm đã trôi qua, hình ảnh kình đẫm máu nằm trên cánh tay tôi và tấm ảnh người con gái của kình có đôi mắt long lanh vẫn không phai mở trong ký ức của tôi. Kình hy sinh, cả đơn vị lặng trong nỗi đau cùng nỗi ân hận. Những kỷ niệm sống lại, Chúng tôi nhớ về những trò nghịch ngợm của kình và cả về những lần đơn vị ngồi họp kiểm điểm, vào chiến trường sẽ gió mèo nào thắng, mưu nào. Kình đã nói vậy và đã chứng tỏ được mình. Trong khi nhiều người trong chúng tôi rút vào hầm, thì chỉ mình anh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bắn yểm trợ cho bộ binh xung phong. Anh đã sống đúng với cách cần thiết nhất của người lính, không bỏ nhiệm vụ, bám trận địa đến cùng, sẵn sàng hy sinh cho chiến thắng chung. Tôi cảm thấy day dứt, ân hận vì nhiều khi đã không hiểu hết kình. Chuyện của tôi và Kình là như vậy. Giá bây giờ Kình còn, có khi đã có cháu gọi bằng ông. Người nằm xuống, dẫu sao cũng đã yên phận. Nhưng với cụ bà thân sinh ra anh, chúng tôi phải làm cho chu đáo, đầy đủ và có trách nhiệm, để người đã khuất thỏa lòng vong linh. Xã hội và các thế hệ sau không bao giờ được quên những người đã vì tổ quốc mà hy sinh trọn vẹn. Còn Trần Thị Thu Hằng bây giờ ở đâu, sống thế nào, cô ấy có hạnh phúc không? Mối tình đầu với kình còn động lại được những gì? không hiểu tại sao dẫu biết như mò kim đáy biển tôi vẫn cứ cầu mong sẽ có một ngày nào đó tình cờ gặp được thu hằng tôi quyết định ngồi tàu hỏa vài ba ngày cũng là hy vọng biết đâu trong muôn vàn gương mặt khả ái nhân hậu của các bà các chị mà tôi gặp trên tàu dưới sân ga lại chẳng có thu hằng và khi gặp tôi sẽ kể cho cô nghe về tình người yêu cô người đồng đội của tôi mà tin rằng mãi về sau tôi không bao giờ quên trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại